chào quý cô xinh đẹp của nhà Melia. Mùa hè là thời điểm mà chúng ta sẽ có rất là nhiều những chuyến đi chơi này, hay là những chuyến du lịch đúng không nào? Và đặc biệt là du lịch biển rồi. Vậy thì chắc chắn là các chị em sẽ không thể bỏ qua thiết kế siêu phẩm ngày hôm nay đến từ nhà Melia nhá. Thiết kế đầm Maxi này của chúng ta thì sẽ có dáng cổ V này, đó, cổ V khoét sâu, nhưng vẫn hoàn toàn yên tâm là an toàn bởi đã có một tấm lót lưới màu da như thế này các chị em nhá, để tạo nên một hiệu ứng 3D này, vừa quyến rũ sexy nhưng vẫn vừa an toàn cho chúng ta. Và kèm theo đó là những đường xếp ly đó, có thể đẩy vòng một của các chị em lên và tôn vòng một cách trọn vẹn nhất. Phần eo thì sẽ là một điểm đặt eo cao nhé, để có thể lấy được vòng eo nhỏ nhất cho mọi người này. Đó, phần thùng xe bên dưới của chúng ta sẽ có 3 tầng, mọi người thấy sao ạ? Rất là bồng bềnh, thướt tha và đổ dáng đúng không ạ? 3 tầng như thế này sẽ tạo cảm giác là phân chia tỷ lệ cơ thể đẹp hơn và cũng ăn dăn chiều cao hơn cho chúng ta nữa. Và còn có một điểm cộng cho thiết kế lần này, không chỉ bởi màu sắc xanh rất là mát mắt và phù hợp với thiên nhiên biển, mà còn là chất liệu, đó chính là chất liệu tơ hàn cao cấp mọi người nhé. Một chất liệu mà vừa mềm mại này, vừa nâng niu làn da này, thoáng mát, khiến cho chúng ta có thể diện trong cả một ngày dài mà vẫn đầy tự tin và thoải mái. Vậy thì với một thiết kế quá xinh đẹp và nổi bật như thế này, chúng ta không chỉ là diện để đi du lịch này, đi biển này, mà chúng ta ngồi trà chiều hay là tham gia tiệc cũng rất là phù hợp nhé. Vậy nên mọi người đừng bỏ qua một thiết kế quá là xinh đẹp và nổi bật như thế này, khi chụp ảnh chắc chắn sẽ cho ra những tấm ảnh rất là đẹp đấy ạ. Mọi người có thể lựa chọn hai hình thức để sắm ngay thiết kế này về cho mình. Nếu như có thời gian thì hoàn toàn mọi người có thể đến các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc. Còn không có thời gian thì mọi người có thể comment trực tiếp dưới video này. Khi mua hàng online thì các quý cô sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship đấy ạ. Melia, mặc đẹp để thành công.